Các bạn đang nghe truyện Gia Gia Dị Giới Tạo Phản Ta tại đô thị vô địch rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 209, biệt thự của ngươi bị ta nhìn trúng rồi. Triệu gia chỉ như con chó ư? Trầm An Mai không dám tin nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhẹ nói, viện trưởng, ta không hề sợ Triệu gia, kể cả bây giờ Triệu gia có xảy ra chuyện thì chắc chắn ta cũng sẽ không bị Triệu gia làm liên lụy, chỉ cần ngươi biết hai điều này là đủ rồi. Ừm. Trầm An Mai gật gật đầu nàng âm thầm thở vào một hơi nàng có thể nhìn thấy rõ ràng tô ấu vi đã trao trái tim cho tiêu phàm rồi thế nên tiêu phàm không thể xảy ra chuyện gì được viện trưởng thân yêu của ta đã nói gì với ngươi vậy tô ấu vi hỏi hai người họ bây giờ đã rời khỏi cô nhi viện tiêu phàm cười ha ha đáp viện trưởng hỏi khi nào thì chúng ta cho nàng ấy uống rượu mừng đấy tô ấu vi lườm tiêu phàm một cái ăn nói bậy bạ bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy đây hình như không phải đường đi về giết thành. Tô ấu vi có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu phàm đáp, ta giúp ông lão triệu gia trị khỏi bệnh, thế nên triệu gia tặng cho ta một căn biệt thự. Bây giờ ngươi chính là bà chủ của căn biệt thự đó rồi, thế nên bây giờ ta đưa ngươi qua đó xem thử một chút. Sau này nếu ngươi đến đây mà không muốn ở lại cô nhi viện thì có thể đến biệt thự ở cũng được. Không bao lâu sau, tiêu phàm đưa tô ấu vi đến trước căn biệt thự. Hửm, cánh cửa lớn của biệt thự bị người khác mở ra trước cửa biệt thự cũng có vài chiếc xe đổ ở đó căn biệt thự này là của ngươi à căn biệt thự này bao nhiêu tiền bà cô của ngươi muốn mua lại nó từ trong căn biệt thự có vài người bước ra đi đầu tiên là một cô gái mặc áo tím kể cả khi nhìn thấy tiêu phàm bước ra từ trong một chiếc xe thể thao hạng sang vẻ mặt nàng ta vẫn rất kiêu ngạo tiêu phàm hơi hơi hiếp mắt lại niệm lực tinh thần của hắn bây giờ tương đối mạnh thế nên hắn cảm nhận được cô gái mặc áo tím này không phải người bình thường nàng là người luyện võ nhưng thực lực của nàng không bằng diệp phi nàng chưa đạt đến cấp bậc ám kình nàng muốn mua lại căn biệt thự này có lẽ cũng là do nàng đã phát hiện ra linh khí ở đây nhiều hơn ở những nơi khác một chút tiêu phàm thầm nhủ trong lòng ở đây đã được hắn bày bố tụ linh trận nhưng mà những nơi xung quanh đây cũng có linh khí nhiều hơn một hai phần so với các nơi bình thường khác rồi, chỉ cần như thế thôi thì nơi này cũng đã có sức dụ dỗ rất lớn đối với các võ giả. Các ngươi xâm nhập bất hợp pháp vào nhà của ta, như thế cũng quá đáng quá rồi đó." Tiêu Phàm lạnh giọng nói. May mà thực lực của cô gái mặc áo tím này cũng bình thường, nếu không thì khi họ xâm nhập vào đây nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường. Tụ linh trận mà hắn bố trí quanh biệt thự có năng lực che giấu nhất định đối với những người đã tu luyện đến cấp bậc ám kình mà nói thì khó mà qua mắt được, nhưng để che giấu với những người mới chỉ qua cấp bậc minh kình thì không thành vấn đề. Tiểu tử, căn biệt thự của ngươi được trương nhân tỷ nhìn trúng thì đó là phúc phận của ngươi. Ngươi nhanh chóng báo một cái giá rồi ngoan ngoãn bán lại căn biệt thự này cho trương nhân tỷ đi, nếu không thì ngươi đừng trách chúng ta không khách khí. Một người thanh niên đứng bên cạnh cô gái áo tím nói. Nhìn dáng vóc của hắn còn to lớn hơn cô gái áo tím một chút, ấy thế mà hắn mở miệng ngậm miệng đều kêu nàng ta một tiếng tỷ. Những người ở cấp bậc minh kình trong mắt tiêu phà mà nói đều là người rất bình thường, hắn có thể dễ dàng giết chết họ trong chớp mắt. Nhưng trong mắt của những người bình thường thì người có cấp bậc minh kình đã là những người rất lợi hại rồi. Trước đây khi Diệp Phi mới chỉ ở cấp bậc minh kình mà đã có thể lấy một chọi mười mà không tốn chút sức nào cả. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lái Lamborghini thì đã giàu có nhường nào cùng lắm ngươi chỉ có một tí tiền mà thôi, ở nhà chúng ta có ai mà không mua nổi một chiếc xe như này cơ chứ. Nếu ngươi biết điều thì nhanh chóng bán lại căn biệt thự này đi. Một tên thanh niên cao to khác dơ dơ nắm đấm nói. Tiêu phàm lạnh giọng đáp, các ngươi định dùng bao nhiêu tiền để mua lại căn biệt thự của ta, cô gái áo tím hừ nhẹ một tiếng rồi nói, nhà ở huyện thành cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Ta ra giá một nghìn vạn để mua lại căn biệt thự này của ngươi ngươi đừng có tỏ ra không biết điều nếu ngươi chọc giận bà cô này của ngươi thì ngươi sẽ rất thảm đấy tiêu phàm bị chọc tức đến muốn cười luôn rồi kể cả có là ở huyện thành nhỏ lẻ đi nữa thì một căn biệt thự có mặt tiền rộng rãi hơn nữa còn được trang trí tu sửa cực kỳ tốt như thế nếu không bỏ ra vài nghìn vạn thì chắc chắn ngươi không thể mua nổi ra giá một nghìn vạn để mua căn biệt thự này so với cướp trắng trợn chẳng khác gì nhau cô gái áo tím này ra cái giá như vậy thế thì tiêu phàm cảm thấy gia cảnh nhà nàng ta cũng chỉ có thế mà thôi những đại gia tộc về võ thuật lớn có lẽ sẽ không thể giàu có bằng các thương gia hàng đầu nhưng họ cũng sẽ không làm ra hành động giống như ăn cướp như này chuyện này mà truyền ra ngoài thì họ sẽ bị người đời cười chê mất chỉ với năng lực của ngươi mà muốn chỉnh cho ta rất thảm hay sao chỉ sợ là ngươi vẫn chưa đủ cái tư cách làm điều đấy đâu tiêu phàm cười lạnh nói cô gái áo tím chỉ chỉ tiêu phàm, các ngươi lên đi, đánh hắn đến chết cho ta. Ngươi tưởng rằng ngươi có chút tiền mà đã hơn người hay sao, hôm nay bà cô của ngươi sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Tô ấu vi gấp gáp nói, các ngươi đừng có làm bậy, nếu các ngươi dám làm bậy thì ta sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ đấy. Nàng vừa nói vừa dơ dơ điện thoại lên, trên màn hình điện thoại đã có sẵn số của 110 rồi. Ấu Vi, không cần báo cảnh sát đâu chỉ là mấy tên to xác không có thực lực mà thôi, ta có thể đánh cho bọn chúng nằm bẹp xuống đất kêu cha gọi mẹ trong vòng một phút. Tiêu phàm quay đầu lại, cười nhẹ nói với cô ấu vi. Lão tử đánh chết ngươi. Tên nhìn có vẻ ngoài đô con nhất hung dữ mà vung một cái tát về phía tiêu phàm. Trầm. Tiêu phàm nhanh như chớp mà thò chân ra đạp cho hắn một cái. Tên đang lao đến bị hắn đá văng xa 3-4 mét. Cả cơ thể tên đó bị văng đập xuống đất, hắn đau đớn mà gào thét, một đạp của tiêu phàm đã làm hắn gãy mất hai cái xương sườn rồi. Mấy người còn lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bọn hắn không ngờ tiêu phàm lại mạnh như vậy, có thể một đạp sút bay một người nặng hơn trăm cân. Nếu một đạp này rơi vào người bọn chúng thì chắc chắn bọn chúng không thể chịu nổi. Các ngươi lui xuống. Cô gái áo tím vội vã nói sắc mặt nàng ta nặng nề mà nhìn tiêu phàm cấp bậc mang kình của ngươi cũng không tồi nhưng cho dù có là như thế thì ngươi cũng chưa đủ tư cách để huênh hoang trước mặt bà cô của ngươi đâu bốt tiêu phàm trực tiếp tiến về phía trước tác cho cô gái áo tím một cái tốc độ của hắn nhanh đến mức cô gái áo tím còn chưa kịp phản ứng lại nàng bị đánh đến ngơ ngác luôn rồi mở miệng ngậm miệng đều xưng một tiếng bà cô ngươi tưởng ngươi là ai hả cậy bản thân có một tí tài năng mà tự tiện xâm nhập bất hợp pháp vào nhà của người khác bản thân chỉ bỏ ra vẻn vẹn có một nghìn vạn mà còn muốn ép mua ép bán bây giờ ta thay cho người nhà của ngươi dạy dỗ cho ngươi một bài học để ngươi chừa cái thói ngang ngược đó đi tiêu phàm lạnh giọng nói cô gái áo tím cực kỳ tức giận nàng ta đưa tay về giữa eo trong chớp mắt nàng rút từ giữa eo ra một thanh nhuyễn kiếm thanh nhuyễn kiếm uốn éo như rắn độc lao nhanh về phía ngực tiêu phàm hừ tiêu phàm hừ lạnh một tiếng trên tay trái của hắn phủ một lớp long khí hắn dùng tay trái trực tiếp nắm lấy lưỡi của thanh nguyễn kiếm tay phải không khách sáo chút nào mà lại vung lên tặng cho cô gái áo tím thêm một cái tác bốt cái tát lần này hắn dùng nhiều lực hơn cái tác đầu tiên rất nhiều cô gái áo tím bị đánh cho rơi mất kiếm loạn choạng lùi lại phía sau đàn anh tô ấu vi sợ hãi kêu lên tiêu phàm dùng tay không mà nắm lấy lưỡi kiếm của đối phương tay hắn không bị cứa đứt chứ ta không sao cả yên tâm đi tiêu phàm ném thanh kiếm xuống đất hắn giơ giơ lòng bàn tay về phía tô ấu vi ngươi ngươi vẻ mặt cô gái áo tím cứ như nhìn thấy quỷ nàng nhìn chằm chằm về phía tiêu phàm nếu không phải người có năng lực ở cấp bậc ám kình thì không có ai dám tay không mà đỡ kiếm như vậy cả tuổi tác của tiêu phàm nhìn cũng không lớn hơn nàng ta bao nhiêu tuổi thế mặt hắn lại có thể có năng lực ở cấp bậc ám kình hay sao? Cút! Tiêu phàm lạnh giọng nói. Chúng ta đi. Cô gái áo tím vội nói. Họ nhanh chóng đỡ lấy tên đang nằm im dưới đất lên xe, vội bỏ chạy. Tiêu phàm âm thầm cau mày, trương nhân đã phát hiện ra linh khí ở căn biệt thự này nhiều hơn ở những nơi khác, vậy thì chắc chắn nàng ta sẽ đem chuyện này nói với bên ngoài, sau này không biết sẽ còn có bao nhiêu phiền phức kéo đến đây nữa thật ra thì tiêu phàm cũng không sợ trương gia bây giờ hắn đã tu luyện đến cấp bậc ám kình viên mãn nếu hắn tu luyện thêm nửa tháng nữa thì hắn có thể lên đến cấp bậc hóa kình mà bây giờ hắn có cả dị năng giúp đỡ thế nên hắn chắc chắn có được năng lực ngang với người ở cấp bậc hóa kình những gia tộc võ thuật bình thường thì kết cả có là người lợi hại nhất đi chăng nữa cũng chỉ ở cấp bậc hóa kình mà thôi nhưng nếu tin tức này truyền đi khắp nơi thì rất có thể nó sẽ thu hút những võ giả có năng lực mạnh đến đây. Nếu để cho họ biết được rằng linh khí ở đây nhiều hơn nơi khác rất nhiều thì sẽ tạo ra phiền phức lớn cho hắn. Đa Linh, ban nãy ngươi, Tô Ấu Vi có chút không dám tin mà nhìn về phía Tiêu Phàm. Bản thân nàng cấp một hacker đỉnh cao, thế nên chắc chắn nàng cũng biết đến sự tồn tại của các gia tộc võ thuật. Nhưng nàng không thể ngờ rằng Tiêu Phàm cũng là một võ giả. Ấu Vi, chồng của ngươi là một cao thủ hàng thật giá thật đó. Tiêu Phàm cười ha ha nói, ban nãy chỉ là một khúc nhạc dạo nho nhỏ thôi, Ngô đừng bận tâm làm gì. Chúng ta vào bên trong xem xem đi. Tô ấu vi gật gật đầu, nàng đi theo tiêu phàm vào bên trong biệt thự. Cô gái áo tím ban nãy cũng không lục tung biệt thự lên, đúng ra họ định mua lại căn biệt thự này, thế nên nếu họ lục tung lên thì sau đó chính họ lại tốn công sức dọn dẹp lại mất. Cũng may tụ linh trận không bị bọn hắn phát hiện ra. Tiêu phàm đi vào phòng ngủ chính kiểm tra một lượt, Linh khí ở phòng ngủ chính cũng ngang bằng so với các nơi khác trong biệt thự, mà linh khí hắn tụ lại được cũng không hề bị lọt ra ngoài. Ấu Vi, phòng ngủ chính ở đây ta dùng mất rồi. Bình thường nếu ngươi tới đây ở thì có ngủ ở căn phòng bên cạnh, tất nhiên nếu ngươi muốn ngủ cùng ta ở phòng ngủ chính này thì ta cũng rất sẵn lòng. Tiêu Phàm cười ha ha nói. Tô Ấu Vi ngại ngùng đáp, ta còn lâu mới ngủ ở phòng ngủ chính với ngươi, ta ngủ ở phòng bên cạnh. Mặc dù nàng đã nhận định Tiêu Phàm, nhưng Tô Ấu Vi cũng không muốn nhanh như vậy đã cùng Tiêu Phàm tiến thêm một bước. "Ấu Vi, nếu ngươi muốn mua cái gì về trang trí thì cứ thoải mái mà mua. Hôm nay chúng ta ở lại đây một đêm, ngày mai về trường học sau." Tiêu Phàm nói. Tô Ấu Vi hơi lo lắng, hay là chúng ta về trường luôn đi? Trong gia đình của cô gái ban nãy chắc chắn có nhiều người giỏi hơn nữa, có thể họ sẽ kéo nhau đến đây mất. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ một lát rồi nói, "Để ta gọi điện thoại cho Nhị ca." để hắn tới đây một chuyến. Hắn là người của Diệp Gia, trong các đại gia tộc về võ thuật thì Diệp Gia cũng được tính là một gia tộc lợi hại. Trương Gia thì hắn không sợ, nhưng nếu nơi này bị lộ ra ngoài thì sẽ có thể hấp dẫn càng nhiều kẻ lợi hại hơn nữa đến, cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều các thế lực mạnh hơn đến đây. Hu hu, ba ơi, con bị người đánh. Con muốn mua một căn nhà, đối phương không bán, con vừa nói nhiều mấy câu, hắn lại ý thực lực mạnh hơn con vài phần mà ra tay đánh người. Một người bạn của con còn bị hắn đánh nhập viện. Trương Nhân tức không chịu nổi, lập tức gọi cho ba mình. Ba cô ta là cao thủ cấp ám kình, hơn nữa đã đạt cấp ám kính hơn 10 năm rồi. "Con gái, con không sao chứ?" Lai lịch đối phương thế nào? Trương Vạn Hùng, ba của Trương Nhân vội vàng hỏi han. Hắn bốn mươi mấy tuổi mới có được một đứa con gái là Trương Nhân, cực kỳ cưng chiều nàng ta, cũng khiến cho tính tình Trương Nhân trở nên đanh đá, điêu ngoa trương nhân nói ba con đang ở huyện lôi sơn bên này không có gia tộc võ đạo nào mạnh đúng không nhà của đối phương ở chỗ này chứng tỏ thực lực bối cảnh không ra sao đúng rồi ba con phát hiện linh khí ở nơi này cao hơn gấp đôi có phải là bên trong có bảo bối gì không hay là hắn dùng bảo bối nên thực lực mới tăng nhanh như vậy trương vạn hùng biết rõ huyện lôi sơn nhà họ triệu ở huyện lôi sơn cũng xem như có thực lực nhưng cũng chỉ khá trong phương diện kinh doanh mà thôi nếu luận vũ lực nhà họ trương có tư cách gia tộc võ đạo chắc chắn mạnh hơn nhà họ triệu nhiều lắm con gái con xác định linh khí bên kia cao gấp đôi à vâng thế nên con mới muốn mua căn nhà này không ngờ đối phương ngang ngạnh như vậy ba ba nhất định phải tới dậy bảo hắn con đang ở đâu ba dẫn người tới ngay trương vạn hùng trầm giọng nói hắn biết rõ con gái của mình có khả năng là trương nhân chủ động chọc chuyện trước nhưng trước giờ hắn luôn bao che chưa kể có lẽ nơi này có bảo bối hắn đi trước lại nói ba con đang ở bệnh viện trung tâm bên này ba mau tới đi hu hu trương nhân khóc thành tiếng trương vạn hùng vội vàng liên miệng an ủi hứa hẹn sẽ tới ngay trương nhân cúp điện thoại lau nước mắt nếu tên khốn kia thật sự không có chỗ dựa sau lưng mà là dựa vào may mắn đạt tới thực lực cấp ám kình Vậy chờ ta đoạt được bảo vật, nói không chừng cũng có thể nhanh chóng thăng lên tới ám kình." Trương Nhân thầm nghĩ trong lòng. Trương Vạn Hùng gọi thêm hai cường giả ám kình trong gia tộc, nhanh chóng xuất phát. Tốc độ xe của đám người Trương Vạn Hùng nhanh chóng tăng tới hơn 200 cây số trên giờ. Trương Vạn Hùng hoàn toàn không bận tâm giấy phạt hay trừ điểm bằng lái. "Đại ca đừng vội quá, chúng ta sắp đến nơi rồi." Một cường giả cấp ám kình nói, "Hắn là em trai, Trương Vạn Hùng" tên là Trương Vạn Hào. Thật ra nhà họ Trương còn có một cường giả cấp hóa kình là ba của hai người họ, tuổi tác đã 80, tạm thời họ còn chưa nói chuyện này cho ba mình. Ừ Trương Vạn Hùng khẽ gật đầu. Sao thế lão Tam? Hai người các ngươi thân mật nơi này, gọi ta đến ngược chó độc thân à, Diệp Phi gọi taxi tới, thành phố Z cách bên này cũng chỉ hơn một tiếng đường xe. Có cảm giác thấy gì khác không? Tiêu Phàm cười hỏi. Diệp Phi đánh giá bốn phía, đương nhiên cảm thấy, hình như linh khí bên này cao hơn những nơi khác một chút. "Lão Tam, ngươi mua cái biệt thự này à?" "Ta cứ ba của Triệu Tông Tường, hắn tặng cho ta." Tiêu Phàm đáp. Diệp Phi gật đầu, biệt thự này không tệ, tuy rằng tại huyện thành, nhưng giá trị căn biệt thự này với võ giả tuyệt đối không thấp hơn 50 triệu. "Lão Tam gọi ta qua đây tu luyện à?" "Linh khí cũng chỉ cao hơn một hai phần thôi, ở đây tu luyện thời gian dài thì tốt đấy." nhưng chỉ tu luyện trong thời gian ngắn thì chẳng thấm vào đâu tiêu phàm nói ngươi biết về gia tộc võ đạo họ trương không diệp phi gật đầu nhà họ trương là gia tộc võ đạo tỉnh ép thực lực tương đối bình thường mà thôi cả gia tộc cũng chỉ có một cao thủ cấp hóa kình sao tự nhiên lại nhắc tới nhà họ trương tiêu phàm nói lại những chuyện vừa phát sinh diệp phi lạnh lùng nói lén xông vào nhà của lão tam còn muốn dùng một triệu ép mua bị đánh là đáng đời lão tam yên tâm ta tìm ông nội cảnh cáo nhà họ Trương. Nhà họ Trương chỉ là gia tộc võ đạo tam lưu thôi, thực lực chênh lệch với nhà họ Diệp rất nhiều. Lúc này, Tô Ấu Vi bưng hai tách trà từ bếp đi tới. "Cảm ơn em dâu nhé." Diệp Phi nói. Mặt Tô Ấu Vi đỏ lựng, học trưởng, hai người nói chuyện đi, ta lên lầu chơi máy tính." Tiêu Phàm gật đầu. Tô Ấu Vi rời khỏi, Tiêu Phàm dò hỏi, "Nhị ca, nhà họ Diệp là gia tộc võ đạo nhất lưu nhỉ?" gia tộc võ đạo phân chia cấp bậc thế nào diệp phi nói không có nhân vật cấp hóa kình thì không đủ tư cách không được tính là gia tộc võ đạo có năm nhân vật cấp hóa kình trở lên là gia tộc võ đạo nhị lư nếu có cao thủ cấp hậu thiên có một người thì vẫn là gia tộc võ đạo nhị lư năm người cấp hậu thiên trở lên là gia tộc võ đạo nhất lư tiêu phàm gật đầu nói vậy nghĩa là nhà họ diệp có trên năm người cấp hậu thiên đừng nói là ngàn năm trước dù chỉ mấy trăm năm trước thôi, thực lực như vậy chẳng đáng để nói. Nhưng hiện nay linh khí thiếu thốn, cấp hậu thiên đã là cường giả trên đỉnh. Nhị ca, ngươi đi theo ta một lát. Tiêu phàm dẫn Diệp Phi lên tầng 2, vào phòng ngủ chính. Hả, thực lực của Diệp Phi đã đạt ám kình, hắn phát hiện có gì đó khác thường, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Nhị ca biết linh huyệt chứ, tiêu phàm cười hỏi. Diệp Phi trợn tròn mắt, đương nhiên ta biết linh huyệt rồi. Đoạn thời gian trước bên phía Châu U phát hiện một cái linh huyệt, nói có linh huyệt thì linh khí phải gấp 4, 5 lần nơi khác. Vì tranh đoạt linh huyệt kia, hai thế lực lớn Châu U đã khai chiến, chết mấy trăm người, bao gồm một cường giả cấp hậu thiên. Tiêu Phàm âm thầm liếu lưỡi. Không ngờ tranh giành linh huyệt lại khiến nhiều người chết như vậy. Bên đó họ tu luyện cái gì? Tiêu Phàm dò hỏi. Diệp Phi nói, họ tu luyện ma pháp tự nhiên, thuộc tính phong có thể tăng nhanh tốc độ thuộc tính kim tăng mạnh phòng ngự và sức tàn phá. Về bản chất đều là lợi dụng lực lượng thiên địa. Lão tam, linh huyệt mà ngươi nhắc tới là, Tiêu phàm cười khẽ, chỗ này chính là một linh huyệt, chỉ là ta bố trí trận pháp tụ tập linh khí, thế nên ngươi chỉ có thể cảm ứng được một chút. Diệp Phi trợn tròn hai mắt. Nơi này vậy mà lại là linh huyệt. Lão tam, ngươi nhất định phải giữ kín bí mật này. Có lẽ nước ta có linh huyệt, nhưng trước mắt không có cái nào lộ ra ngoài sáng nếu chỗ này của ngươi bị lộ thì cực kỳ cám dỗ. Diệp Phi hít sâu một hơi, nghiêm túc khuyên bảo. Tiêu Phàm cười nói, ta cũng chỉ nói với ngươi, ấu vi chỉ là người bình thường, nàng không biết rõ bí mật này. Tạm thời linh khí ở đây không đủ cho hai người tu luyện, nhưng linh khí đang gia tăng, sau này nhất định có phần của ngươi. Tiêu Phàm biết sớm muộn gì Diệp Phi cũng biết chuyện linh huyệt. Tiêu Phàm sợ nếu hôm nay giấu giếm chờ sau này Diệp Phi biết rõ thì sẽ sinh ra khúc mắt. Mặt khác, Tiêu Phàm hiểu rằng nói cho Diệp Phi không thành vấn đề gì lớn. Hắn vẫn rất tín nhiệm Diệp Phi. Lão Tam, linh khí trong này gấp mấy lần linh khí bình thường, Diệp Phi tò mò dò hỏi. Tiêu Phàm nói, không dùng tụ linh trận thì gấp 4, 5 lần, sử dụng tụ linh trận là có thể đạt đến gấp mấy chục lần, nhưng đại khái thì nồng độ linh khí hấp thu lúc tu luyện sẽ thấp xuống tích lũy nửa tháng cũng chỉ đủ tu luyện hai ngày. Đấy lòng Diệp Phi khiếp sợ không thôi. Lão Tam, chẳng trách tu vi của ngươi tấn chức ám kình nhanh như vậy. Tiêu Phàm nói thầm trong lòng, nguyên nhân chủ yếu giúp thực lực của hắn nhanh chóng đạt đến cấp ám kình không phải như vậy, hơn nữa hiện tại hắn không phải ám kình sơ kỳ, mà đã là ám kình viên mãn. Lão Tam, ta nhất định sẽ giữ bí mật. Ngươi tuyệt đối đừng tiết lộ tin này cho ai nữa, không thể truyền ra ngoài được. Diệp Phi nghiêm trang dặn dò, tuy trong nước không loạn như vậy, nhưng ngươi tuyệt đối đừng đánh giá thấp sức hấp dẫn của Linh Huyệt như vậy với các gia tộc võ đạo lớn. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, tầm quan trọng của Linh Huyệt mạnh hơn hắn đoán chừng nhiều lắm. Về sau đúng là vẫn nên cẩn trọng mới được. Chờ Tu Vi đạt đến cấp hóa kình, ta có thể bố trí trận pháp lợi hại hơn, đến lúc ấy dù là nhân vật cấp ám kình đứng giữa phòng ngủ chính cũng không thể phát hiện khác thường. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng chờ thêm nửa tháng là hắn có thể đạt tới cấp bậc hóa kình tụ linh trận càng mạnh thì hiệu quả càng tốt linh khí nơi này sẽ đầy đủ hơn đến lúc ấy hắn tốn thêm chút thời gian ở lại đây tu luyện nhanh chóng tăng mạnh thực lực của chính mình lão tam vậy ta tạm không gọi điện thoại cho ông nội vội tốt nhất là có thể không đánh động ông nội mà giải quyết xong chuyện này tuy đa số người trong nhà ta không có vấn đề gì nhưng nếu có vài người biết rõ chỗ ngươi có linh huyệt thì khó nói lắm trong gia tộc lớn có đủ mọi loại người. Diệp Phi ngẫm nghĩ rồi nói. Vốn kế hoạch của Diệp Phi là tìm ông nội, để ông nội tạo áp lực cho nhà họ Trương. Nhưng việc chỗ này của tiêu phàm có linh huyệt lại khiến kế hoạch cần thay đổi một phen. Tốt nhất đừng để người của gia tộc tới đây. Tiêu phàm gật đầu. Diệp Phi ho nhẹ một tiếng, nếu người nhà họ Trương đến thật, ngươi nói với em dâu một tiếng, bảo nàng đừng xuống tầng muốn trấn áp nhà họ trương thì ta khó mà hòa nhã lịch sẽ được, đừng dọa em dâu. Tiêu phàm cười ha hả, có phải chờ người của nhà họ trương tới, ngươi cần thể hiện ra phong thái cậu ấm siêu cấp, sợ ấu vi nói với Lữ Tuyết Yến không, làm anh em ba năm, tiêu phàm đúng là chưa thấy bộ mặt này của Diệp Phi bao giờ. Bình thường Diệp Phi cho người ngoài cảm giác rất là lạnh lùng, cao ngạo, nhưng đứng trước mặt họ thì khác hẳn. Tiếp, đúng lúc này, tiếng còi xe vang dội dưới lầu hai người tiêu phàm đến bên cửa sổ thấy vài chiếc xe đã đậu ngoài biệt thự trong đó còn có xe của mấy người trương nhân diệp phi hừ lạnh không ngờ lại đến nhanh như vậy sợ là siêu tốc cả đường mà tới nhìn thấp cả nước người nhà họ trương chẳng tính là gì lại hoành hành ngang ngược ở nơi nho nhỏ này lão tam ngươi nhanh đi nói với em dâu một tiếng tiêu phàm khẽ gật đầu đến căn phòng cạnh đó nói một tiếng với tô ấu vi tuy tô ấu vi rất lo nhưng lại nghe lời gật đầu đồng ý dù cô có xuống dưới cũng không giúp được gì nói không chừng còn khiến ai người tiêu phàm phân tâm bảo vệ mình hai người tiêu phàm nhanh chóng xuống lầu cửa biệt thự từ từ mở ra xe của đám người trương vạn hùng lái thẳng vào bên trong thằng khốn kiếp dám đánh ta ta nhìn ngươi định làm thế nào bây giờ trương nhân xuống xe tức giận mắng tiêu phàm đánh nàng ta ngay trước mặt tiểu đệ của nàng ta khiến nàng ta mất mặt ghi hận trong lòng tranh con ngươi là kẻ đánh con gái ta à gọi người giúp đỡ đi chỉ hai người các ngươi không đủ để chúng ta đánh trương vạn hùng lạnh lùng nói ba người cấp ám kình bọn hắn cũng bước từ trên xe xuống diệp phi cười quái dị nói trẻ thì xông vào nhà nhân lúc chủ nhà vắng mặt dùng 10 triệu đòi mua biệt thự trị giá vài chục triệu của người ta già dạ thì không phân phải trái đúng sai đã đến cửa nhà họ trương các ngươi trâu bò nhỉ Hôm nay tiểu gia phải xem các ngươi lợi hại đến mức nào. Ngươi là ai?" Trương Vạn Hùng thờ ơ nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi lạnh lùng trả lời, "Ngươi hãy nghe cho kỹ, tiểu gia là người nhà họ Diệp, Diệp Thánh Uyên là ông nội ta. Nhà họ Trương các ngươi thật là to gan, dám lấn đến trên đầu anh em của ta." Mặt Trương Vạn Hùng tái mét. "Nhà họ Trương họ chỉ là gia tộc võ đạo Tam Lưu, nhà họ Diệp lại là gia tộc võ đạo Nhất Lưu." nhà bọn hắn chỉ có một nhân vật cấp hóa kình, nhà họ dịp lại có tới mấy người cấp bậc hậu thiên. Thực lực hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Thực lực nhà họ dịp chúng ta mạnh hơn nhà họ trương các ngươi nhiều, vậy mà ngày thường tiểu gia làm người vẫn rất khiêm tốn. Nhà họ trương các ngươi thì giỏi rồi, thực lực chẳng ra gì, lại vên váo ghê nhỉ. Nói đến đây, dịp phi nhìn sang tiêu phàm, lão tam, ta sẽ nói với ông nội một tiếng, để ông nội phế bỏ tu vi cả nhà họ trương, sau đó đương nhiên khắc có người xử lý họ. Đám người trương vạn hùng giật mình hoảng sợ. Một khi bị phế bỏ tu vi, những kẻ bọn hắn từng dây vào chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Không có tu vi võ đạo, bọn hắn sao có thể đối phó với đủ loại kẻ thù. Diệp, Diệp Thiếu, đều là hiểu lầm. Chúng ta đi ngay đây. Trương Vạn Hùng vội nói. Diệp Phi mắng, hiểu lầm, ta hiểu lầm mẹ ngươi. Đánh con bố tìm tới cửa, cũng không đái một bãi tự soi xem một đám là cái giống gì. Về mua sẵn quan tài chờ chết đi. Tiểu gia thật muốn xem, chờ mất sạch tu vi rồi, các ngươi có thể sống được bao lâu. Trương Vạn Hùng quỳ phịch xuống đất, đám người Trương Vạn Hào cũng cúng cùng quỳ xuống. Nếu nhà họ Diệp thật sự xuống tay thì họ đều xong đời. Diệp thiếu, đều tại chúng ta có mắt như mù, mọi lỗi lầm đều do chúng ta mà ra trương vạn hùng vừa nói vừa hung hăng tự tát mình một cái hắn không nghi ngờ diệp phi nói dối hậu quả của lời nói dối như thế vô cùng nghiêm trọng chỉ cần để nhà họ diệp nghe được mười phần có chính là diệp phi sẽ bị phế bỏ tu vi ngay cả gia tộc cũng không thoát được diệp thiếu bớt giận đám người trương vạn hào cũng vội tự tát mình một cái trương nhân ngơ ngác thấy ba và chú bác bị dọa sợ đến quỳ rạp dưới đất Diệp Phi chỉ trương nhân muốn bổn thiếu bớt giận, các ngươi phải phế bỏ tu vi của nàng ta trước. Gan chó thật là lớn, dám treo chọc anh em của ta, lại còn gọi người nhà tới trả thù. Trương nhân lấy lại tinh thần, kinh sợ la lên, không được, không thể phế tu vi của ta. Ba, mọi người mau đứng dậy đi. Sao chúng ta phải sợ hắn chứ? Thực lực của ba chắc chắn mạnh hơn hắn. Ngày thường Trương Vạn Hùng không nói quá nhiều thứ cho Trương Nhân, nàng ta hoàn toàn không biết nhà họ Diệp có thực lực thế nào. Bình thường nàng ta có thể dựa vào gia thế, đã quen thói coi trời bằng vung. Diệp Phi lạnh lùng nói thêm, sau khi phế bỏ Tu Vi còn phải cho nàng 50 cái bạc tai. Bạc tai thì cứ để đám tiểu đệ của nàng ta thực hiện là được. Năm người, mỗi người 10 cái. Bổn thiếu cho ngươi 10 giây để suy nghĩ. Sau 10 giây không đồng ý, bổn thiếu đảm bảo toàn bộ các ngươi đều sẽ bị phế tu vi đám người trương vạn hùng ứa mồ hôi lạnh một giây hai giây ba giây trương vạn hùng đứng lên trầm giọng nói dịp thiếu vậy xử lý theo cách của ngươi đi trương nhân sợ hãi nhìn ba mình bước tới gần ba ba đừng nghe hắn chắc chắn hắn chỉ hù dọa chúng ta thôi nói không chừng hắn không có chỗ dựa lợi hại như vậy trương nhân vô cùng hoảng sợ trương vạn hùng cay đắng trong lòng nếu Diệp Phi giả mạo thì cùng lắm cũng chỉ dọa họ rời đi thôi. Con gái, đừng trách ba. Trương Vạn Hùng dứt lời, lập tức giữ chặt cổ tay Trương Nhân. Nội kình của hắn nhanh chóng xâm nhập cơ thể Trương Nhân, lát sau đã vọt thẳng tới đan điền. Ánh mắt Trương Vạn Hùng lộ vẻ phức tạp, nội kình nhanh chóng phá hỏng đan điền Trương Nhân. A, à, đan điền bị phá, Trương Nhân kêu thảm thiết. Kinh mạch nữa. Diệp Phi lạnh lùng nhắc nhở. Trương Vạn Hùng cắn răng, tiếp tục phá hoại rất nhiều kinh mạch trong cơ thể Trương Nhân. Tu vi của nàng ta đã bị phế bỏ toàn bộ, hơn nữa dù sau này muốn tu luyện cũng gần như không thể. Phục, Trương Nhân phun ra một búng máu tươi. Diệp thiếu, ta đã làm theo lời ngươi nói, ngươi thả chúng ta rời khỏi được chứ? Trương Vạn Hùng nghiến răng nghiến lợi. Diệp phi lạnh lùng nói, bổn thiếu vừa nói thế nào? Bọn hắn còn phải bạc tai nàng ta 50 cái xếp hàng đi, lần lượt từng người, nhẹ tay thì coi như không tính. Tiêu phàm nhìn thoáng qua Diệp Phi, biện pháp này của Diệp Phi thật độc. Cho đám tiểu đệ của trương nhân bạc tai nàng ta, sau này chắc chắn ai đi đường nấy. Có lẽ về sau trương nhân còn sẽ trả thù bọn hắn. Đến lúc ấy đúng là chó cắn chó một miệng lông. Diệp thiếu đừng có quá đáng. Trương Vạn Hùng nói với vẻ mặt khó coi. 50 cú tác giáng xuống, chắc chắn mặt trương nhân sẽ sưng phù lên diệp phi nhìn về phía trương vạn hùng quá đáng vậy nhà họ trương mấy người hùng hổ tới kiếm chuyện với anh em của ta thì có quá đáng không ngươi không nói lời nào thì chắc ta cũng quên mất một chuyện họ là ngươi kêu đến ngươi tắt họ mỗi người hai mươi cú đi trương vạn hùng họ siết chặt nắm đấm nhưng họ giận mà không dám nói gì thực lực chênh lệch rất lớn bày ra ở đó nhà họ Diệp muốn nhắm vào nhà họ Trương họ là chuyện quá dễ dàng. Là họ kiếm chuyện trước, cho dù nhà họ Diệp có phế bỏ tu vi của họ thì sao chứ, cho các ngươi 10 phút để hoàn thành. Không hoàn thành thì các ngươi về nhà chờ đi, nhà họ Trương các ngươi mà không sụp đổ thì ta theo họ các ngươi luôn. Diệp Phi lạnh lùng thốt nói. Trương Vạn Hùng hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía mấy gã đàn em của Trương Nhân. Các ngươi ra tay đi, nhà họ Trương chúng ta sẽ không vì chuyện này mà kiếm chuyện với các ngươi cả bọn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không dám bước lên trước họ biết rõ tính tình của trương nhân cho dù trương vạn hùng đã nói vậy nhưng trong lòng họ vẫn còn sợ bảo các ngươi lên thì các ngươi cứ lên đi ngay lập tức ngươi lên trương vạn hùng lạnh lùng nói hắn chỉ vào một người trong số đó người bị chỉ nơm nớp lo sợ bước tới trước mặt trương nhân trương nhân nhìn chằm chằm hắn đầy hung tợn thành thật xin lỗi trương nhân tỷ nói xong thanh niên trước mặt trương nhân đã dán một cú tát nhưng hắn chỉ dùng một chút sức cút sang một bên bản thiếu là mẫu cho ngươi phải đánh thế nào diệp phi đến trước mặt trương nhân hắn giơ tay dán xuống một cú tát rất mạnh dựa theo tiêu chuẩn này mà làm thấp hơn tiêu chuẩn này thì không tính diệp phi hừ một tiếng rồi nói thanh niên trước mặt trương nhân bày vẻ mặt đau khổ tác mạnh như thế hắn cảm thấy chắc chắn sau này mình sẽ không được sống yên ổn theo tính cách nóng nảy của trương nhân thì chắc chắn sẽ trả thù trở lại. Ta, ta, thanh niên trước mặt trương nhân lề mề không dám ra tay. Trương vạn hùng lạnh lùng nói đánh. Diệp phi tà nhẫn nói, Mười phút mà chưa đánh xong thì nhà họ trương họ chắc chắn đi đời rồi. Trương nhân tỷ thành thật xin lỗi. Bốp, bốp, thanh niên trước mặt trương nhân cắn răng dùng sức tác, 10 cú tác giáng xuống khiến mặt trương nhân đã hơi sưng lên, thanh niên thứ hai đã tới trước mặt trương nhân giáng xuống 50 cú tác, mặt Trương Nhân sưng phù lên rất nhiều, hai cái răng của nàng cũng bị đánh cho lung lay. Bốp, bốp, Trương Vạn hùng lại tát Trương Vạn Hào họ mỗi người 20 cú, dùng sức rất mạnh. Lãm Tam, ngươi còn muốn bổ sung cái gì không? Ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng, nếu họ không đồng ý thì đến lúc đó chỉ còn đường chết thôi. Diệp Phi nhìn sang Tiêu Phàm rồi nói. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, con mất dậy thì cha đền tội, người khác đã bị trừng phạt rồi nhưng hắn thì chưa đánh gãy một chân của hắn đi, để năm người họ tự ra tay. Sắc mặt Trương Vạn Hùng trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng năm đứa đàn em của Trương Nhân cũng sợ hãi. Đánh Trương Nhân thì sau này rất có thể sẽ bị trả thù, nhưng đánh gãy chân của Trương Vạn Hùng, họ cảm thấy tỷ lệ đến lúc đó nhà họ Trương bắt họ lại để trút giận cao tới 100%. Lão Tam nói không sai, con mất dạy thì cha đền tội. Nhưng mà đánh gãy một bên thì không hay, mất cân đối thôi thì đánh gãy cả hai chân luôn đi, cái chân còn lại thì để hắn tự tìm hai trợ thủ tới đánh gãy giúp hắn là được. Diệp Phi cười nói. Trương Vạn Hùng nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Thiếu, ngươi nhất định phải không chừa đường sống như thế sao? Diệp Phi nói với vẻ mặt lạnh lùng, nhà họ Trương các ngươi là cái thái gì mà xứng để bản thiếu chừa đường sống cho các ngươi? Ngoan ngoãn nghe theo, nếu không chắc chắn tu vi của các ngươi sẽ bị phế bỏ. Bản thiếu cho các ngươi 5 phút. Tiêu Phàm cười khẽ nói, chắc là các ngươi có mang theo vũ khí trên xe, mau ra tay đi. Trương Vạn Hùng mặt mũi xa sầm. Hai phút trôi qua, hắn nghiến răng nói bốn chứ, các ngươi ra tay. Gãy chân nghỉ ngơi hai ba tháng là khỏe lại rồi, chứ nếu Tu Vi bị phế thì đến lúc đó cả nhà họ Trương họ đều xong đời, chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ Trương Vạn Hùng vẫn rõ ràng. Mấy gã đàn em của Trương Nhân lấy gậy bóng chày từ trên xe xuống. Đánh, Trương Vạn Hùng nằm dưới đất cắn răng nói. Bốp, bốp, mấy gã đàn em của trương nhân thay phiên nhau mỗi người đánh một gậy đều đánh vào chân trái của trương vạn hùng nhưng họ không dám dùng sức quá mạnh đã năm gậy rồi mà xương đùi của trương vạn hùng vẫn còn chưa gãy tiêu phà mỉm cười nói nhị ca mấy người họ không tệ chút nào vì để hắn cảm nhận được nhiều thống khổ hơn mà đánh năm gậy rồi vẫn chưa gãy chân chuyện này có khiến ngươi hài lòng không cũng không tệ lắm diệp phi gật đầu sắc mặt năm người thay đổi tất nhiên họ không nghĩ như thế nhưng vấn đề là đến lúc đó Trương Vạn Hùng họ nghĩ như thế nào? Các ngươi chưa ăn cơm sao? Dùng sức, Trương Vạn Hùng lạnh lùng nói. Bốt, tên khá cường tráng trong số đó dùng sức hung hăng đánh một gậy xuống, Trương Vạn Hùng cũng không dùng sức cản lại từ bên trong, vậy nên một gậy này thành công đánh gãy chân của hắn. Bốt, Trương Vạn Hào họ bước tới, họ sụ mặt ra tay. Chẳng mấy chốc mà một chân khác của Trương Vạn Hùng cũng bị đánh gãy rồi. Cơn đau dữ dội khiến Trương Vạn Hùng hoàn toàn không thể tập trung tinh thần để điều động nội khí của mình, tiêu phàm vận dụng niệm lực tinh thần, hắn lặng lẽ cắt đứt dây thần kinh bên trong chân của Trương Vạn Hùng. Gãy xương đùi thì 2-3 tháng là khỏe lại rồi, nhưng đứt dây thần kinh thì cho dù sau đó có khôi phục lại cũng phải mất thời gian rất lâu, hơn nữa khả năng khôi phục hoàn toàn là rất thấp. Nếu nhà họ Trương các ngươi lại kém chuyện với bọn ta thì các ngươi tự biết hậu quả đấy. Cút đi! Diệp Phi hừ một tiếng rồi nói. Trương Vạn Hào họ nâng Trương Vạn Hùng lên xe, Trương Nhân cũng lên xe mà họ lái tới. Rất nhanh Trương Vạn Hùng họ đã rời đi. "Diệp thiếu, sau này bọn ta làm đàn em của ngươi được không?" Năm gã đàn em của Trương Nhân không rời đi ngay, họ nhìn Diệp Phi đầy mong đợi. Nếu như Diệp Phi có thể nhận họ làm đàn em, đó là kết quả tốt nhất, sau này Trương Nhân họ sẽ không dám nhắm vào họ, mà họ cũng có được chỗ dựa vững chắc hơn nhận các ngươi làm đàn em. Đám vô dụng như các ngươi không đủ tư cách. Cút đi. Diệp Phi Kinh thường nói. Hắn lười nhắm vào họ tiếp, vì không cần thiết. Tác trương nhân, đánh gãy chân trương vạn hùng, rất có khả năng rằng nhà họ trương sẽ tìm họ để trút giận. Lý do cũng có. Trương Vạn Hùng hoàn toàn có thể nói là họ dạy hư trương nhân. Rất nhanh năm người này đã lái xe rời đi. Cả đám họ đều vô cùng sợ hãi, bọn hắn không bị đánh nhưng lúc này bọn hắn lại thấy khó chịu hơn cả trương vạn hùng bị đánh nói không chừng nhà họ trương sẽ giết họ nhị ca ngươi mà phách lối thì cũng không tệ tiêu phàm cười ha hả nhìn diệp phi rồi nói diệp phi biểu môi ta là người văn minh nhưng bọn hắn nhất quyết không muốn dùng cách văn minh vậy thì ta cũng chỉ có thể thỏa mãn họ họ thiếu đòn thôi chắc lão tam họ cũng không dám làm bậy ta về trước không làm phiền thế giới hai người của ngươi và em dâu tiêu phàm nói ngươi cũng tới rồi ở lại đây ăn cơm xong rồi đi diệp phi lắc đầu thế có khác gì cho các ngươi cơ hội ngược đãi kẻ độc thân ta chuồn đây phải về học tập cho nghiêm túc nếu cuối kỳ mà rớt thì nguyên kỳ nghỉ hè ta cũng đừng hòng được ra ngoài rất nhanh diệp phi cũng rời đi vẻ mặt của ảnh tử ở xa nặng nề hắn đứng cách đó ngàn mét dùng ống nhòm để quan sát tình huống bên này. Hắn biết Trương Vạn Hùng, Trương Vạn Hùng họ tới cửa kiếm chuyện, ai ngờ kết quả lại thế này. Thân phận người bạn cùng phòng này của tiêu phàm là gì đây? Ảnh tử nghĩ thầm trong lòng. Ảnh tử biết rõ bối cảnh của trầm thần trong số ba người bạn cùng phòng của tiêu phàm, nhưng bối cảnh của Diệp Phi và Khổng Húc thì hắn lại không biết. Phải báo cho ông chủ biết tình huống này mới được. Ảnh tử nghĩ thầm trong lòng, dù gì nhà họ Trương cũng là gia tộc võ đạo, vậy mà Trương Vạn Hùng vẫn bằng lòng để bị đánh. Tiên, Tiêu Phàm nhận được tin nhắn của đại thần hacker. Ảnh tử cách ngươi không xa, ở cao ốc phía đông, cách 1.200 mét. Tin nhắn là tô ấu vi hẹn giờ để gửi đi, lúc này nàng đang ở trước mặt Tiêu Phàm. Cảm ơn đại thần. Tiêu Phàm trả lời một câu. Nếu ảnh tử cách chỗ này không xa, khả năng cao là hắn đã thấy tình cảnh vừa rồi tiêu phàm đi ra ngoài biệt thự hắn vẫy tay với phía đông hửng vẻ mặt ảnh tử thay đổi thông qua ống nhòm hắn thấy được tiêu phàm đang vẫy tay về phía hắn sắc mặt ảnh tử khó coi xung quanh biệt thự không có bất cứ ai nhất định là tiêu phàm đang vẫy tay với hắn rồi diệp phi vừa mới rời đi chẳng lẽ đi tới chỗ bên ta sao ảnh tử nhanh chóng rút lui tất nhiên là hắn không tới biệt thự của tiêu phàm điều này nằm trong dự đoán của tiêu phàm. Hắn chỉ cố ý làm thế để đuổi ảnh tử đi thôi, tránh để hắn tiếp tục nhìn chầm chầm vào chỗ này. Đại thần, vừa rồi ảnh tử thấy được vài chuyện. Khả năng cao là hắn sẽ báo cáo lại dư thọ nhân, rất có thể dư thọ nhân sẽ liên lạc với thế lực sau lưng hắn. Tiêu phàm gửi một tin nhắn cho đại thần hacker, nhưng hắn cũng không trả lời ngay. Ấu vi, tiếp theo ta phải tu luyện rồi ngươi xem trong nhà còn cần cái gì, nghĩ rồi đến lúc đó chúng ta mua luôn một lần. Tiêu Phàm nói với Tô Ấu Vi. Trận pháp mà hắn bày đã tụ tập được rất nhiều linh khí rồi. Từ Tô Ấu Vi gật đầu, lúc này nàng cũng có việc cần làm. Rất nhanh, Tiêu Phàm bọn họ quay về phòng ngủ. Mở. Tiêu Phàm vận dụng trận pháp, linh khí mà tụ linh trận tụ tập được lập tức tràn ra khắp phòng, nồng độ linh khí trong phòng tăng lên gấp 3, 40 lần long khí trong cơ thể tiêu phàm nhanh chóng sụp sôi lên. Ở nơi có đầy vũ linh khí, cử chuyển chân long quyết luyện ra được long khí rất trôi chảy, còn ở nơi linh khí mỏng manh, long khí trong cơ thể hắn chỉ thông thả thôi. Ồ, trong mắt tiêu phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn càng tu luyện thì càng cảm nhận được lực lượng đặc biệt ấy tràn vào trong cơ thể mình từng chút. Đây là lực lượng không gian, trong lòng tiêu phàm mừng rỡ ban đầu hắn không có dị năng không gian nên hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của lực lượng này hoặc là gần như không thu hút được lực lượng ấy tràn vào trong cơ thể của mình ấy chà dị năng không gian khó tu luyện được nguyên nhân mấu chốt là do khó mà hấp thu được lực lượng không gian không ngờ tọa độ tu luyện lại có hiệu quả như vậy tiêu phàm thầm nghĩ trong lòng muốn phóng thích ra ngoài dị năng không gian mạnh mẽ điều đầu tiên là bản thân cần phải có tinh thần lực mạnh mẽ đây là trụ cột thứ hai là lực lượng không gian cũng cần phải mạnh. Tăng trụ cột tinh thần lực, chuyện này dễ hơn nhiều. Còn muốn tăng lực lượng không gian thì khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Tu luyện ở nơi như thế này, cử chuyển chân long quyết nhanh hơn, dị năng không gian cũng tăng lên nhanh hơn, tuyệt quá. Chờ khi nào dị năng không gian của ta mạnh hơn, có lẽ có thể làm linh khí lưu thông nhanh hơn. Tiêu phàm thầm nghĩ trong lòng tạm thời thì dị năng không gian của hắn vẫn còn rất yếu, còn chưa làm được chuyện hấp thu linh khí về đây nhanh hơn. Ảnh tử rời khỏi mái nhà, hắn lái xe máy nhanh chóng rời xa đó khoảng 10 km. Xác định không có ai theo dõi tới đây, ảnh tử mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Vạn Hùng kiên kỵ Diệp Phi như vậy, nếu như Diệp Phi đuổi theo tới thì ảnh tử đoán rằng mình sẽ đánh không lại. Giang Văn Tỷ, ta có một tin rất quan trọng muốn báo cho ông chủ. Ảnh tử liên lạc với Giang Văn, trong điện thoại của hắn không có số của dư thọ nhân hắn hành động bên ngoài nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không dễ liên lụy tới dư thọ nhân ngươi muốn gặp tận mặt để báo cáo với ông chủ hay là gọi điện thoại báo cáo điện thoại ảnh tử nói hắn vẫn nghi ngờ rằng mình đã bị theo dõi rồi dưới tình huống này mà hắn còn đi tìm dư thọ nhân thì chẳng khác nào dẫn kẻ địch trở về không ngờ tiêu phàm lại vẫy tay về hướng của hắn ảnh tử cảm thấy không đúng được Giang văn đến văn phòng của Dư Thọ Nhân Ảnh tử, có chuyện gì? Dư Thọ Nhân đang nghe chuyện trên TV Audio CV trầm giọng hỏi Nếu như không có chuyện quan trọng thì ảnh tử sẽ không liên lạc trực tiếp với hắn Ảnh tử nói ông chủ Vừa rồi Trương Vạn Hào của nhà họ Trương vừa mới dẫn người tới kiếm chuyện với tiêu phàm Dịp phi bạn cùng phòng của tiêu phàm cũng ở đây Trương Vạn Hào bọn họ quỳ xuống với đám tiêu phàm Trương Vạn Hào bị chính người của mình đánh gãy chân ngoài ra tiêu phàm còn vẫy tay về hướng mà ta đang ẩn nút ta nghi ngờ rằng mình bị lộ rồi dư thọ nhân im lặng một hồi rồi nói ảnh tử cho ngươi nghĩ vài ngày trước khi nghỉ ngươi hãy đi khắp nơi trên cả nước xác định rằng không có người theo dõi người vâng thưa ông chủ ảnh tử cúp điện thoại dư thọ nhân nói gian văn mấy ngày nay vẫn không liên lạc được với sát thủ tìm tới lúc trước sau vâng thưa ông chủ dư thọ nhân âm thầm cao mày hắn biết rõ Trương Vạn Hùng là cường giả ở cấp bậc ám kình, hơn nữa nhà họ Trương còn có người ở cấp bậc hóa kình, vậy mà hắn còn quỳ xuống với người khác. Còn bị ép đến nỗi cho người của mình đánh gãy hai chân. Diệp Phi có lai lịch gì đây? Dư Thọ Nhân cảm thấy có khả năng tên sát thủ thứ nhất đã chết rồi. Có lẽ bên cạnh Diệp Phi có cao thủ bảo vệ, sát thủ bị phát hiện nên bị xử thẳng. Giang Văn, ngươi tìm người điều tra thử nhà xác của các bệnh viện lớn tập trung điều tra những bệnh viện ở gần Đại học Dê, nhìn thử xem gần đây có thi thể vô danh nào không. Dư thọ nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Vâng thưa ông chủ. Giang văn gật đầu, nàng nhanh chóng rời khỏi phòng. Diệp Phi không phải đến từ nhà họ Diệp đấy chứ, vẻ mặt dư thọ nhân nặng nề, đương nhiên hắn cũng biết một chút về nhà họ Diệp theo võ đạo. Đó chính là gia tộc võ đạo hạng nhất, nhưng họ Diệp đông như vậy, trước giờ Diệp Phi cũng rất khiêm tốn, tư liệu cũng được che giấu nên trước đó dư thọ nhân hoàn toàn không biết thân phận cụ thể của diệp phi túc túc cân nhắc một hồi dư thọ nhân bấm số điện thoại của lục gia lục gia có một tin tức quan trọng phải báo với ngươi diệp phi bạn cùng phòng của tiêu phàm ta nghi ngờ hắn có thể là người của nhà họ diệp trương vạn hùng cứ như cháu trai lúc đứng trước mặt hắn dư thọ nhân nói bên biệt thự của tiêu phàm tô ấu vi nghe lén cuộc trò chuyện đồng thời nàng cũng nhanh chóng hành động xem thử có thể xác định được vị trí của lục gia trong khi dư thọ nhân bọn họ trò chuyện hay không người của nhà họ diệp đầu bên kia điện thoại sắc mặt lục gia hơi thay đổi nếu như là diệp phi là người của nhà họ diệp thì có khi nào hắn đã biết chuyện công pháp nhà họ tiêu rồi không nếu như bản thân tiêu phàm cũng không biết thì xác suất diệp phi biết là rất nhỏ nhưng loại chuyện này chỉ sợ lỡ như thôi dư thọ nhân trong ba ngày ngươi phải giết chết hắn vu oan cho nhà họ trương mặc kệ ngươi dùng cách nào, cho dù tự ngươi đi làm thì trong vòng ba ngày phải khiến cho hắn chết. Lục gia trầm giọng nói. Bây giờ giết chết tiêu phàm, đối tượng nghi ngờ hàng đầu của cảnh sát chắc chắn là nhà họ trương. Vâng, lục gia. Trong lòng dư thọ nhân rùng mình đáp lại. Lục gia, ta uống gần hết đan dược rồi, ngài xem khi nào tiện thì cho ta thêm hai viên được không, dư thọ nhân nói. Làm xong chuyện trước đi, sau đó sẽ cho ngươi đan dược. Lục gia nói xong thì cúp điện thoại. Dư thọ nhân hít sâu một hơi, phải nhanh chóng giết chết tiêu phàm thôi, hắn cần đan dược. Đan dược mà lục gia cho có thể giúp hắn tu luyện nhanh hơn. Ngoài ra đan dược còn có tính gây nghiện rất mạnh, một khoảng thời gian không uống khiến hắn thấy rất khó chịu. Thậm chí cách một khoảng thời gian lâu còn khiến hắn đau đến mức không muốn sống nữa. Thế lực sau lưng dư thọ nhân muốn cho hắn đan dược sao, đôi mắt tô ấu vi sáng lên, đây là một tin tức tốt, có khả năng tìm hiểu được thế lực đứng phía sau. Tin, tiêu phàm nhận được một tin nhắn, nhưng lúc này hắn đang tu luyện nên không xem tin nhắn ngay. Tới chạng vạn thì tiêu phàm mới tạm dừng tu luyện. Giết người trong vòng ba ngày, cố gắng đem cái chết của ta vu oan cho nhà họ trương, tiêu phàm thấy được tin nhắn. Trong mắt của hắn như có ánh sao lóe ra, xem ra thế lực sau lưng dư thọ nhân đã hơi nóng nảy rồi. Mà nóng nảy thì càng dễ để lộ dấu vết đối với hắn mà nói thì đây không phải tin tức xấu vừa xuống lầu thì tiêu phàm mưỡi thấy mùi thơm tô ấu vi mua thức ăn về đang nấu trong phòng bếp thấy tô ấu vi đang bận rộn trong phòng bếp trên mặt tiêu phàm lộ ra nụ cười dịu dàng từ khi cha mẹ hắn qua đời trong lòng hắn không còn biết gia đình là gì tô ấu vi đã mang lại cho hắn cảm giác gia đình một lần nữa ông chủ ta điều tra được tại bệnh viện gần nhất với đại học dê cách đây không lâu có người lái xe đến đó cầu cứu, nhưng trước khi vào phòng cấp cứu thì hắn đã chết. Người chết là người nước ngoài, rất có khả năng chính là tên sát thủ đầu tiên được mời tới. Giang Văn đến văn phòng của Dư Thọ Nhân để báo cáo. Dư Thọ Nhân nheo mắt lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, tên sát thủ đầu tiên đã chết. Nguyên nhân cái chết là gì, ngoài xuất huyết não thì không bất cứ ngoại thương nào khác. Dư Thọ Nhân nói, ngươi có thể kiểm tra các camera an ninh trước khi hắn đến bệnh viện không? tìm hiểu thử hắn đã đi qua những nơi nào và những người hắn đã tiếp xúc trước khi chết. Giang Văn nói: "Ông chủ, ngươi nghi ngờ hắn đã bị kẻ khác giết chết sao?" Nhưng kết quả giám định của bệnh viện đã loại trừ khả năng hắn bị giết hại. "Đi kiểm tra camera giám sát đi. Tốn thêm chút tiền cũng không sao." "Còn nữa, ngươi tăng thêm tiền thưởng truy nã Tiêu Phàm lên 3 triệu đô la Mỹ, nhưng có một yêu cầu là hắn phải chết nội trong vòng 3 ngày, nếu hắn không chết kẻ đó cũng sẽ không được một xu nào. Mức cao nhất có thể lên đến 5 triệu đô la Mỹ." Dư Thọ Nhân trầm giọng nói. Việc treo giải thưởng trị giá 5 triệu đô la Mỹ để giết một người là điều quá xa xỉ, nhưng Dư Thọ Nhân không tiện tự mình ra tay, hắn biết rằng hiện tại cảnh sát đang theo dõi hắn chặt chẽ 24 trên 24. "Vâng ông chủ." Giang Văn gật đầu. Trong lòng nàng hơi bối rối, thời gian lại rút ngắn xuống còn 3 ngày. Nếu tiêu phàm không chết trong vòng 3 ngày, liệu dư thọ nhân có thể phát hiện ra nàng đang dở trò không? Dư thọ nhân xua tay. Giang văn rời đi nhanh chóng. Nửa giờ sau, nàng đến cứ điểm của mình và đăng nhập vào máy tính ở đây. Giang văn ngẩn người nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính. Đương nhiên không thể thật sự treo giải thưởng 5 triệu để giết tiêu phàm, hiện tại nàng không có nhiều tiền như vậy trong tài khoản, hơn nửa người của cục an ninh quốc gia số 9 cũng sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Đột nhiên, một hộp thoại hiện lên trên màn hình máy tính trước mặt Giang Văn. Chỉ cần Giang Văn đến nơi này, Tô Ấu Vi sẽ nhận được tin nhắc nhở. Giang Văn, ngươi sẽ nhận được tài liệu ngụy trang ngay bây giờ. Thông tin nhảy ra trong hộp thoại. Giang Văn vội vàng nói, "Ông chủ, nếu không tìm được sát thủ thì chắc chắn Tiêu Phàm sẽ không chết trong vòng 3 ngày." đến lúc đó rất có thể dư thọ nhân sẽ nghi ngờ ta, ta nên làm gì đây, sát thủ làm nhiệm vụ thất bại là chuyện rất bình thường. Chưa chắc dư thọ nhân sẽ nghi ngờ ngươi. Ngay cả khi hắn nghi ngờ, ngươi có thể đăng nhập vào tài khoản đắc web của mình cho hắn xem, hắn có thể xem được tất cả các thông tin liên quan, nhưng chắc chắn không cách nào phân biệt được. Tô ấu vi đáp lại. Giang văn thở vào nhẹ nhõm trong thoáng chốc, ông chủ, các ngươi phải lén lút theo dõi sát sao. Tô Ấu Vi nói, thế lực đằng sau dư thọ nhân, gần đây có thể sẽ có người đưa cho hắn một viên thuốc, ngươi xem thử có cơ hội dùng camera bỏ túi chụp lại hình ảnh của đối phương hay không. Được rồi, được rồi. Bây giờ Giang Văn cũng muốn lập công nhanh hơn. Đến lúc đó, nếu nàng lập được công lớn thì cùng lắm là án giam vô thời hạn, nhưng nếu không, nhìn những việc nàng đã giúp dư thọ nhân làm, nàng biết mình sẽ không thoát được án tử hình. Đinh, ngay sau đó Giang Văn lại nhận được một vài thông tin khác. Bên trong có chứa ảnh chụp màn hình phần thưởng, bao gồm thông tin như lịch sử trò chuyện với đối phương. Tất nhiên, những thứ này được ngụy tạo bởi Tô Ấu Vi. Hô! Giang Văn thở vào nhẹ nhõm. Với những thứ này, hẳn Dư Thọ Nhân sẽ không quá nghi ngờ nàng, dù sao thì nàng và Dư Thọ Nhân xem như ở trên cùng một con thuyền, việc nàng phản bội sẽ mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Phàm và Tô Ấu Vi trở lại trường vào sáng sớm hôm sau, Tô Ấu Vi vừa trở thành sinh viên đại học năm thứ hai nên khá bận rộn với chương trình học của mình. Trước mắt chỉ có hai ngày là thứ bảy và chủ nhật thì nàng mới rảnh rỗi hơn một chút. Cục cưng, rốt cục ngươi cũng trở lại, tới ôm ta một cái. Tiêu phàm trở lại ký túc xá, thẩm thần ra vẻ oán giận nói. Cút đi. Tiêu phàm tức giận nói. Lão Tam, mấy ngày nữa ký túc xá chúng ta có hoạt động xem phim tập thể là phim hoạt hình trong nước nên chúng ta phải ủng hộ nhiệt tình một chút ta đi mua vé xem phim lão đại khổng hút nói vóc dáng thì cường tráng như một con bò mộng thế mà lại thích phim hoạt hình còn thích tham gia các cuộc triển lãm anime tiêu phàm nghiêm túc nghi ngờ rằng động cơ tham gia triển lãm anime của hắn không đơn thuần lần trước không phải lão đại nói không bao giờ xem phim hoạt hình nội địa nữa sao tiêu phàm nói khổng hút cười hì hì nói còn không phải vì lần trước ta bị thương sao tình yêu sâu sắc đi đôi với trách nhiệm nặng nề sau khi xem xong trailer ta đánh giá bộ phim này thực sự không bình thường chút nào khổng hút nói xong liền nhanh chóng mở một đoạn video tiếng nhạc quen thuộc vang lên tiêu phàm cao mày đây không phải là bộ phim mà ông nội hắn đã gửi qua cho hắn sao hắn sáp lại gần để xem video một lần nữa đã có hơn 100.000 bình luận dưới video và lượt thích trên video phải đến hàng trăm ngàn. Thẩm thần nói, lão đại, ta thấy ngươi sắp phải thất vọng rồi, nói không chừng tất cả cảnh quay đặc sắc nhất đều nằm trong trailer lơ rồi. Số tiền chi cho hiệu ứng đặc biệt trong đoạn giới thiệu dài nửa phút có thể bằng số tiền chi cho hiệu ứng đặc biệt trong một bộ phim truyện dài nửa tiếng. Khổng hút nói, hiệu ứng đặc biệt thực sự quá mạnh. Ngay cả khi hiệu ứng đặc biệt trong bộ phim gốc chỉ bằng 1 phần 3 thì vẫn rất tốt. Không chừng hiệu ứng đặc biệt của trailer này còn đánh bại các bộ phim bom tấn nước ngoài luôn ấy chứ. Vì lợi ích của trailer này, bộ phim này phải được ủng hộ một cách nhiệt tình. Tiêu phàm chột lấy con chuột và lướt xem các bình luận. Thật ra những bình luận trào phúng chiếm đa số. Tốt đầu được viết bởi một nhà phân tích, theo lời hắn nói, để có hiệu ứng đặc biệt ở cấp độ này, dù bộ phim chỉ đạt tiêu chuẩn một nửa thì cũng tiêu tốn ít nhất 150 triệu đô la Mỹ cho hiệu ứng đặc biệt. Ở Hoa Hạ ai sẽ chi số tiền này cho các hiệu ứng đặc biệt? Lão Tam, đến ngày đó ngươi có thời gian rảnh không? Năm ngày nữa bộ phim điện ảnh này sẽ chiếu. Hôm đó là thứ bảy, ngươi nghĩ xem có nên bảo em dâu mời Lữ Tuyết Yến đến đây không? Khổng hút cười hì hì nói. Tiêu phàm nhìn khổng hút một lát, ta cứ nghĩ, sao ngươi lại có lòng tốt mời chúng ta xem phim? ta sẽ nói chuyện này với ấu vi nhưng lữ tuyết yến có tới hay không thì ta không biết đâu đấy mặc dù đã xem phim rồi nhưng hắn cũng muốn đến rạp phim xem một chút xem trên màn ảnh lớn hẳn hiệu quả sẽ tốt hơn nghĩ ngoài ra hắn cũng muốn nghe thử phản hồi của khán giả bộ phim này có thể bán chạy hay không liên quan đến việc hắn có thể kiếm được lợi nhuận trong phần phim tiếp theo hay không vân nam thụy lệ trong nhóm người đường tại thiên có không ít người đang vây chung quanh một đại nguyên thạch khổng lồ. Chiều dài của khối nguyên thạch là 3 đến 4 mét, độ dày và chiều rộng là 2 đến 3 mét, và trọng lượng của nó phải lên đến hàng chục tấn. Phía Myanmar đã phải mất rất nhiều công sức mới vận chuyển được khối nguyên thạch này tới đây. Nhìn bề ngoài có vẻ khá tốt. Nhưng với mức giá này, nếu thua cực thì có mà thu tục quần mất thôi. Quả thực 500 triệu quá đắt hơn nữa đây cũng chỉ là giá khởi điểm mà thôi. Chung quanh có rất nhiều người đang thảo luận sôi nổi. Nhiều người trong số họ rất có thực lực, nhưng đừng nói đấu giá một khối nguyên thạch với giá khởi điểm là 500 triệu, dù đây là giá chót thì họ cũng sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Đường Lão Huynh, ngươi là người có thực lực nhất trong mấy người chúng ta, ngươi có muốn lấy khối nguyên thạch này không? Có người hỏi đường Tại Thiên. Đường Tại Thiên hơi khó hiểu nói, tại sao không giữ lại nguyên thạch qua sang năm rồi bán đấu giá tại thị trường phỉ thúy công khai, lúc này chở đến đây bán cho chúng ta thì có ích lợi gì, những người xung quanh đều chìm vào suy nghĩ. Đây thực sự là một vấn đề nan giải. Thị trường đấu giá phỉ thúy công khai tại Myanmar được tổ chức vào tháng 3 hàng năm và bây giờ là tháng 7. Mặc dù thị trường bên họ đủ lớn nhưng thị trường công cộng có thể thu hút càng nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Ông chủ đường, Ngươi cảm thấy khối nguyên thạch này có thể có vấn đề gì không?" có người dò hỏi. Đường Tại Thiên lắc đầu, "Ta không nói như vậy. Nhưng trước khi nguyên thạch được khai thác, ai biết bên trong nó ẩn chứa cái gì, nhưng không thể nghi ngờ thứ này có chút kỳ quái. 500 triệu không phải con số nhỏ, đến lúc đó mọi người vẫn nên đấu thầu ở một mức độ vừa phải thôi. Nguyên thạch này được bán đấu giá dưới hình thức đấu thầu kín, những người muốn tham gia đấu giá có thể viết xuống cái giá của mình và cuối cùng người trả giá cao nhất sẽ có được nó. Tất nhiên không thể thấp hơn giá khởi điểm. Tiêu tổng, nơi này của chúng ta có một khối nguyên thạch khổng lồ, giá khởi điểm giữ chỗ là 500 triệu, không biết ngươi có thời gian tới xem thử một chút không? Đường Tại Thiên gọi cho Tiêu Phàm. 500 triệu, Tiêu Phàm kinh ngạc, khối nguyên thạch trị giá mấy chục triệu đã rất cao, hắn cũng chưa từng thấy qua nguyên thạch có giá mấy trăm triệu bao giờ. Ông chủ Đường nguyên thạch có đang được bán đấu giá tại thụy lệ vào thời điểm này không tiêu phàm nhanh chóng nói với giọng điệu nghi ngờ đến hôm nay ít nhiều gì hắn vẫn biết một chút những thông tin liên quan tới nguyên thạch đường tại thiên nói tiêu tổng ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái nếu như tiêu tổng nói không được ắt hẳn ta sẽ không tham gia đấu giá khối nguyên thạch kia tiêu phàm suy nghĩ một chút mới nói ta sẽ qua đó xem một chút khi nào thì bán đấu giá buổi trưa ngày mai Thời hạn đấu thầu là 3 ngày. Đường Tại Thiên nói. Sáng hôm sau Tiêu Phàm đã đến Thụy Lệ, sau đó Đường Tại Thiên đưa hắn đến hiện trường. Còn nhiều người ghê. Tiêu Phàm cười nói. Đường Tại Thiên nói, rất khó bắt gặp loại nguyên thạch lớn nhường này. Ngay cả khi không mua nổi thì vẫn có rất nhiều người muốn đến xem thử, nhưng chỉ sau khi đặt cọc đấu giá thì họ mới có thể đến gần. Xung quanh nguyên thạch có một vòng cách ly, không ngờ trong khu cách ly không có quá nhiều người, chỉ có vài chuyên gia ngọc thạch đang thẩm định một cách cẩn thận. Đường Tại Thiên Hạ giọng nói, ta đã cho người kiểm tra, cũng tự mình kiểm tra một lát, thực ra các loại chỉ số của nó rất tốt. Vấn đề nằm ở chỗ tại sao nó lại được vận chuyển tới đây vào thời điểm này. Nếu tung ra nguyên thạch ở cấp độ này tại thị trường đấu giá phỉ thúy công khai vào năm sau, giá bán cao hơn 100 triệu là chuyện bình thường thậm chí cao hơn 200 triệu cũng không phải chuyện không thể. Tiêu phàm khẽ gật đầu, không chừng có điều bất thường sẽ kéo theo rủi ro. Đường tại thiên bước lên trước, hắn mang tiêu phàm vào trong khu vực cách ly một cách dễ dàng. Hắn không trả tiền đặt cọc đấu giá, nhưng đường tại thiên hắn có thể vuốt mặt ở đây. Ông chủ đường cũng muốn tham gia ư, người trẻ tuổi này là cao nhân đứng sau lưng ông chủ đường nhỉ, gần đây ông chủ đường ngươi bắt được không ít hàng tốt, thật sự khiến người khác phải đố kỵ mà. Hai người có quen biết nói chuyện với đường tại thiên, trong lúc đó cũng không quên đánh giá tiêu phàm. Tiêu phàm nhớ mày, chắc chắn đường tại thiên đã đủ cẩn thận, nhưng vẫn không thể giấu được những người có giả tâm, may mắn bây giờ thực lực của hắn đã mạnh hơn. Ông chủ đường, trước tiên để tôi xem nguyên thạch này một lát. Tiêu phàm nói. Được. Đường tại thiên gật đầu. Trong lúc hắn bắt đầu nói chuyện phím với những lão bản còn lại, Tiêu Phàm đến gần đại nguyên thạch khổng lồ sau đó tập trung năng lượng vào mắt trái của mình, con mắt thấu thị mở ra ngay lập tức. Ngay sau đó Tiêu Phàm đã nhìn thấy phỉ thúy, nhưng lại là phỉ thúy kém chất lượng. Những thứ làm từ những phỉ thúy kém chất lượng như vậy có giá 5 tệ một cái trên phố, thậm chí 10 tệ có thể mua được ba cái, nếu mua với giá khởi điểm 500 triệu thì lỗ nặng rồi. Sao một viên phỉ thúy kém chất lượng như vậy lại có những chỉ số như kia, trong lòng tiêu phàm tràn ngập nghi ngờ thấu thị của hắn lại tiếp tục quan sát sâu hơn. Với tinh thần niệm lực hiện tại của hắn, nhìn xuyên qua toàn bộ nguyên thạch cũng không thành vấn đề. Kỳ quái, nhìn từ kết cấu của ngọc thạch, hẳn không phải là phỉ thúy kém chất lượng. Tiêu phàm khó hiểu, hắn nhìn vào sâu bên trong một mét, nhưng vẫn chỉ là phỉ thúy kém chất lượng. Chẳng mấy chốc, thấu thị của tiêu phàm đã tiếp cận phần trung tâm. Những gì hắn thấy vẫn là phỉ thúy kém chất lượng phỉ thúy như vậy không khác bao nhiêu so với đá ồ đột nhiên trong mắt tiêu phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên ở trung tâm của nguyên thạch có một viên ngọc thạch chỉ to bằng nắm tay nó đang tỏa ra ánh sáng quý giá đây là linh thạch tiêu phàm đã vô cùng kinh sợ có một vài ghi chép liên quan trong công pháp gia truyền mà tiêu hải đã truyền lại cho hắn trong linh thạch ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại có thể được sử dụng để tu luyện hoặc bày trận thì ra là như vậy Linh thạch đã hấp thu toàn bộ linh khí của nguyên thạch Tiêu phàm nghĩ thầm trong đầu Hắn âm thầm hưng phấn, so sánh với linh thạch Bất kể là thủy tinh hay phỉ thúy xanh hoàng gia đều là đồ bỏ đi Nếu dùng nó cho việc tu luyện Linh khí ẩn chứa trong nguyên thạch này nhất định đủ để hắn đạt tới cấp bậc tiên thiên Linh khí trong lòng đất rất mỏng Có thể tìm được linh thạch thật sự là may mắn Tiêu phàm nghĩ thầm Dù có bỏ ra 10 trăm triệu để mua nhất định cũng không lỗ nếu người trong các gia tộc võ đạo biết bên trong có linh thạch to bằng nắm tay, chỉ cần có tiền, dù ba, 50 hay 100 trăm triệu nhất định họ cũng sẵn sàng bỏ tiền. Chàng trai trẻ, ngươi có nhìn ra được gì không? Một chuyên gia nguyên thạch ở bên cạnh dò hỏi tiêu phàm. Họ đã kiểm định nó trong một thời gian dài trước khi đưa ra kết luận rằng nguyên thạch này khá tốt, thậm chí nếu mua lại nó với giá 500 triệu, khả năng tăng giá là rất cao. Đừng nóng vội. Tiêu phàm đưa tay chạm vào phần trên nguyên thạch. Hắn giả vờ kiểm tra, thỉnh thoảng lại gõ rồi vỗ nhẹ vào nguyên thạch. Một lúc sau, Tiêu Phàm nói: "Nếu phán đoán của ta là chính xác, độ dày của nguyên thạch này không đạt, dựa trên kích thước của nó, nó phải nặng đến 6-7 chục tấn. Thực ra có thể chỉ hơn 50 tấn." Sắc mặt các chuyên gia và lão bản đang theo dõi hắn thay đổi, phỉ thúy có phạm vi độ dày cụ thể, nếu vượt quá phạm vi này thì rất có khả năng đó không phải là phỉ thúy. Nếu chuyện này là thật, vậy nguyên thạch này bị đem tới đây bán đấu giá cũng hợp lý. Thị trường công khai chắc chắn sẽ cân chính xác vị thúy nặng bao nhiêu. Nếu độ dày không phù hợp, dù nguyên thạch có chỉ số tốt đến đâu thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Mọi người bàn luận vô cùng sôi nổi. Có người nhanh chóng đi vào khu vực trong vòng, ngươi là ai, ngươi không nên nói bậy bạ, nếu lời nói nhảm của ngươi làm ảnh hưởng đến phiên đấu giá nguyên thạch, vậy ngươi có thể gánh vác trách nhiệm nổi sao, tiêu phàm lạnh nhạt nói, nếu ta đoán không sai, khối nguyên thạch này của các ngươi cũng không có trọng lượng bao nhiêu, chi bằng chúng ta thử cân nó trước đi. Những người còn lại ở chung quanh cũng lên tiếng sôi nổi. Trước tiên cân thử, nếu độ dày của nó không có vấn đề, họ ra giá thầu cũng yên tâm hơn nhiều. Ông chủ đường, ngươi muốn mua, chúng ta rất hoan nghênh, nhưng nếu không muốn mua thì cũng đừng buông lời bôi nhọ. Nguyên thạch hoàn toàn không có vấn đề, mua với giá 500 triệu nhất định sẽ được lãi to. Người bán nguyên thạch cũng có mặt ở đây, ngay khi hắn phát hiện dị thường cũng vội vàng tiến vào trong vòng đường tại thiên bình tĩnh nói ông chủ xa hẳn là ngươi biết rõ nó nặng bao nhiêu cân không bằng ngươi không nói rõ số liệu trước đi sau đó chúng ta sẽ cân nó thêm lần nữa còn nữa nếu số liệu không có vấn đề gì chắc chắn ta sẽ ra giá vì tiêu phàm đã nói như vậy đường tại thiên biết rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn với khối nguyên thạch này chủ nhân của nguyên thạch Sa Tháp Mổ là người đến từ Myanmar, đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên hơi xấu xí. Đương nhiên hắn biết trọng lượng thật sự chỉ có hơn 50 tấn, thấp hơn độ dày của phỉ thúy, vì vậy hắn mới vội vàng vận chuyển Nguyên Thạch đến đây. Nếu tin tức bị truyền ra ngoài, e rằng sẽ không bán được giá. Nguyên Thạch có giá khởi điểm là 500 triệu, Sa Tháp một sợ rằng nếu hắn lừa đảo người địa phương thì cuộc sống sau này sẽ khó khăn nên mới bán nó ở Thụy Lệ. Hắn cũng không có áp lực gì khi gài bảy người dân Hoa quốc. Ông chủ sa, nếu ngươi không cân thử trước, chúng tôi cũng chẳng dám ra giá. Không sai. Những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng. Tiền của họ cũng chẳng phải do gió lớn thổi tới đâu. Nếu độ dày không đạt chuẩn, đừng nói là 500 triệu, 100 triệu thì họ cũng không muốn bỏ tiền ra. Đường Tại Thiên trầm giọng nói, ông chủ sa, không bằng ngươi nói số liệu cho chúng ta biết đi những thứ này không thể thay đổi, ngươi không cần nói dối làm gì nữa. Dù có người nguyện ý mua, trong hợp đồng cũng có yêu cầu ghi rõ phạm vi độ dày. Nếu độ dày không đáp ứng tiêu chuẩn, ngươi không chỉ phải hoàn lại tiền, mà còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Sa tháp một hung ác trừng mắt nhìn sang tiêu phàm, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói trọng lượng của nó là 56,3 tấn, hơi nhẹ hơn một chút nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không tạo ra phỉ thúy chất lượng hàng đầu. Với kích thước của nó, xác suất sản xuất ra phỉ thúy chất lượng hàng đầu vẫn rất cao nên đương nhiên nó vẫn đáng giá 300 triệu. Giá khởi điểm đã đổi thành 300 triệu rồi sao? Tiêu Phàm cười nhẹ rồi nói, ông chủ xa, ta có đề nghị dùng pháo trùy để khai thác nó ra một chút không? Ngươi khoan vào nửa mét, nếu ngươi tìm thấy nửa cân phỉ thúy tốt hơn, ta sẽ trả cho ngươi 50 triệu. Nếu khai thác xong, tăng giá, khối nguyên thạch này còn có thể bán với giá cao hơn. Mọi người ở xung quanh đều chết lặng. Dùng pháo trùy để mở cửa sổ, họ chưa bao giờ thấy qua cách khai thác như thế này. 100 triệu, nếu ngươi chắc chắn, chỉ cần phát hiện nửa cân là ngọc sáp, ngươi sẽ phải bồi thường 100 triệu. Ngươi cũng phải trả tiền bồi thường nếu vĩ thúy bị hư hại. Sa tháp một chế nhạo. Để bán được giá cao hơn, một số thương nhân nguyên thạch sẽ tự khai mở, mặc dù cách thức khai thông của tiêu phàm có hơi thô bạo nhưng 100 triệu thực sự không phải con số nhỏ. Đường tại thiên cao mày nói, loại sáp cũng được coi là hàng chất lượng sao. Dù thế nào đi chăng nào, thì cũng phải được nửa cân loại băng chứ. Tiêu phàm xua tay, ông chủ đường, cứ theo lời hắn nói là được rồi, mang pháo trùy tới đây, không bao lâu sau có một người mang theo pháo chùi y tới. Bố lớn nông chủ xa đúng không? việc chọn vị trí tùy theo ý ngươi, tránh cho ngươi nói ta dở trò quỷ. Tiêu Phàm nói với Sa Tháp Mộc. Sa Tháp Mộc đi một vòng chung quanh nguyên thạch, hắn chỉ vào một vị trí rồi nói, ở đây, nhưng chúng ta phải ký hợp đồng trước khi thực hiện. Đường Tại Thiên Cao Mày nói, ông chủ Sa, ngươi đừng trì hoãn nữa, nếu hắn không bồi thường nổi thì chẳng phải còn có ta sao. Rất nhiều người đều nhìn thấy, đường Tại Thiên ta cũng không đến mức phải quyệt nợ. Sa tháp một trầm giọng nói, nếu ông chủ đường đã nói đến như vậy, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Ông chủ, thật sự muốn dùng pháo đánh chứ, người công nhân cầm pháo trùy nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đã dùng thứ này đập rất nhiều loại đá, nhưng chưa từng đánh loại nguyên thạch phỉ thúy đắt đỏ như này bao giờ đâu, nếu phỉ thúy bị phá hư, vậy tổn thất sẽ rất lớn. Người trẻ tuổi, hiện tại ngươi hối hận còn kịp đấy. Sa tháp một nhìn tiêu phàm và cười chế nhạo tiêu phàm nói với công nhân ngươi cứ yên tâm đánh đi ngay cả khi ngươi đánh vỡ phỉ thúy đế vương xanh thì cũng không cần phải bồi thường không những thế còn cho ngươi tiền công một nghìn tệ vậy thì tốt rồi công nhân gật đầu chỉ cần dùng búa đại bác đập một lúc là có thể kiếm được một nghìn tệ kiếm đâu ra chuyện tốt như vậy chứ cộc 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 chẳng mấy chốc hắn đã điều khiển búa pháo làm việc mọi người xung quanh nhìn chăm chú không chớp mắt nhưng không có ai lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh chỉ cần ai đó rút điện thoại di động ra họ cũng sẽ bị chặn lại đường tại thiên và những người khác đều là ông chủ lớn họ không muốn việc bị bại lộ ra ánh sáng bố đại bác đã đánh xuống khối đá thật lớn một cách nhanh chóng sao có thể như vậy sa thách một sững sờ rõ ràng cấu trúc của nguyên thạch rất tốt nhưng sau khi dùng cách thức thô bạo như vậy để khai mở thì phát hiện ra rằng chất lượng của phỉ thúy thậm chí còn không được coi là ngọc thạch. Gọi một thứ có chất lượng như vậy là phỉ thúy xem như có hơi tân bốt nó rồi. Tiếp tục, sa tháp một sậm mặt nói. Các công nhân tiếp tục dùng bạo lực, mở cửa sổ, đột nhiên một mảnh tương đối lớn bị nứt ra, một nguyên thạch nặng 2-3 tấn nặng nề rơi xuống đất. Bên trong cũng vậy luôn. Cũng may không đấu giá nếu như bỏ ra 500 triệu mua cái này, không phải bị chê cười trong 10 năm luôn sao, bị chê cười cũng còn tốt, ít ra ta còn ở trong vòng này, nếu như mua lại thì công ty ta có thể tuyên bố phá sản ngay luôn. Tiểu ca, cảm ơn cảm ơn. Mọi người lần lượt lên tiếng, khuôn mặt sa thách một dần trở nên vô cùng xấu xí. Tiêu phàm chỉ vào hai hoặc ba tấn nguyên thạch rơi xuống mặt đất trước khi nói với người công nhân, đại ca, phiền anh hãy đập vỡ tất cả đi, nói không chừng còn có phỉ thúy tốt bên trong. Được rồi. Cộc cộc cộc, công nhân đáp lại rồi tiếp tục làm việc. Không mất quá nhiều thời gian, những khối nguyên thạch rơi xuống đã bể thành từng mảnh, không nói phỉ thúy loại sáp, ngay cả phỉ thúy đậu cũng không tìm thấy dù chỉ một hai viên trong đó. Ông chủ xa, ngươi có hơi đen đuổi rồi. Rõ ràng biết thứ này có vấn đề lớn, còn cố ý vận chuyển tới đây muốn lừa gạt chúng ta hắn cảm thấy người nước hoa chúng ta rất dễ lừa sao những người xung quanh đã chỉ trích một cách dồn dập chất lượng của nguyên thạch rất tốt nhưng bên trong lại quá kém vật liệu như vậy quá có hại nó có kích thước lớn như vậy có thể khiến một số người phải tán gia bại sản ngay lập tức tiêu phàm thu hút rất nhiều ấn tượng tốt nguyên thạch lớn như vậy nếu chỗ này không tốt cũng không có nghĩa là ở chỗ khác không tốt sa tháp một nghiến răng nói Tiêu Phàm nhàn nhạt nói, ngươi có thể lựa chọn một vị trí khác, linh thạch nằm ở tiếp sâu phần trung tâm, ngoài ra còn cực kỳ cứng rắn, hắn không mảy may lo lắng về việc linh thạch bị phá hủy. Ở đây, Sa Tháp Một đã chọn một vị trí khác. Kích thước bên ngoài của chỗ này tốt hơn so với nơi đầu tiên hắn chọn. Cộc cộc cộc, công nhân nhanh chóng bắt tay vào làm việc, những khoang vào sâu hơn nửa mét cũng không có gì, ở đây, Sa Tháp Một không cam lòng lại chọn một vị trí khác nữa. Đương nhiên kết quả giống nhau Cửa sổ mở đủ rồi Mở ba mặt cửa sổ Sa lão bản Thôi thì ngươi cứ dứt khoát mở cả mặt cuối cùng luôn đi Những người xung quanh nói một cách chế dẻo Các cửa sổ được khai mở bằng cách này Hơn nửa độ dày không đạt chuẩn 90% khối nguyên thạch này đã bị hư hoại Ông chủ sa Ngươi còn muốn mở cửa sổ không Tiêu phàm dò hỏi Sa tháp một nhìn tiêu phàm một cách hàng học Ban đầu Bán khối nguyên thạch này với giá khởi điểm 500 triệu chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ cho dù là 50 triệu cũng chưa chắc có ai mua. Không mở nữa. Sa tháp một cắn răng nghiến lợi mà nói. Vì tiêu phàm không mang theo tiền mặt, hắn đã chuyển một ngàn nhân dân tệ cho người công nhân khiến hắn rời đi trong sự vui vẻ. 50 triệu, ai ra giá 50 triệu, khối nguyên thạch này sẽ thuộc về người đó. Sa tháp một nói một cách vẻ oải mọi người xung quanh đều im lặng. Ông chủ xa, xem ra ta không cần bồi thường 100 triệu nữa, vậy ta đi trước, sau này đừng mang mấy thứ như vậy đến Hoa Quốc để lừa tiền chúng ta nữa. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, sau đó không mảy may lưu luyến bà rời khỏi đó cùng với đường tại thiên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.